chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Nếu nhu cầu của quý vị các bạn đang cần phun thuốc ở những cái diện tích nhỏ và cái dây của quý vị các bạn không quá dài, các bạn cần những cái bộ máy kích thước nhỏ gọn tiện dụng có thể xách tay nhưng vẫn phải đáp ứng được nhu cầu của quý vị và các bạn, thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một bộ máy phun thuốc trừ sâu Mazuyama MSVK70. Đây là bộ máy hàng Nhật các bạn nhé, hàng Nhật và nó là hàng bãi đã qua sử dụng. Nhưng tình trạng của con này mình cam kết với quý vị và các bạn, nó đẹp đến 80-90%. Tức là sao? Cái độ mới của nó còn rất là ok và cái tuổi thọ của các bạn còn sử dụng lại được còn rất là nhiều. Bộ máy này thì các bạn thấy không, thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, liền khối, trọng lượng của nó đâu đó rơi vào tầm hơn chục cân. Các bạn có thể dễ dàng xách tay di chuyển khắp nơi, các bạn có thể mang đi mang lại, có thể xịt rửa rất là tiện dụng thôi, rất là đơn giản và không gặp một cái khúc mắc hay là rắc rối gì cả. Dễ dàng đặt tại bụng xe, kéo thuốc đi và phun, đơn giản. Ok, xin mời quý vị các bạn đến gần hơn để các bạn có thể thấy được bộ máy này như nào nhá. Ok, về đầu xịt của nó thì động cơ của nó thì các bạn có thể động cơ Mitsubishi G222P. Động cơ này bản chất thật sự luôn nó là Robin AI08 thôi. Còn Mitsubishi có thể nó mua lại của Robin và nó đặt ra cái tem này. Còn nếu mà hàng mà là Robin thì nó sẽ là sơn vàng, còn nếu mà Mitsubishi như thế này thì nó sẽ là sơn đỏ. Nhưng mà bản chất nó đều là Robin thôi. Đây anh em nhìn thân máy thì rất ok nhá, đẹp. Ốc ác còn rất là nguyên, chưa có dấu hiệu của việc can thiệp những cái dụng cụ mở máy vào cái phần ốc này nhá. Đây, trên thân máy có dập G222P luôn, có series, có thông số về cái phần công suất của máy. Con này thì 2.0 HP các bạn nhá. G22 có thể nó là 2.2, 2.2, 2.0 thì bản chất như nhau thôi. Nó cũng không chênh lệch nhau quá nhiều, do đó thì thường quy vào là 2.0 hoặc 2.2. Đầu xịt này là đầu xịt lắp cốt trực tiếp, tức là phần trục cốt biên sẽ ăn thẳng vào trục cốt biên của phần động cơ, tức là đồng tốc ấy. Anh em hiểu không? Cái phần xi lanh này nó sẽ được ghim với phần thân máy bởi 6 con ốc lục giác này. Và cái phần xi lanh của con này là piston sứ hành trình ngắn, nên là áp lực của con này cực kỳ mạnh luôn. Đấy, lưu lượng nước thì không quá nhiều. Do đó thì các bạn phun thuốc thì cân đo đong đếm, nhưng con này 200m thì mình bao các bạn nhé, ok luôn này. Thân máy con này cực kỳ đẹp luôn, bô xả gần như mới luôn, không có vết gì cả. Phần cao su chân thì nó hơi bị rịa rịa này nhưng mà không thành vấn đề. Anh em dùng con này thoải mái, dễ dàng tháo sửa. Con này tua nhanh anh em nhé. Đây, phần hệ chân ốc ước các thứ này vàng rất là đẹp. Nói chung con này quá đẹp rồi. Rồi, ok. Con này thì mình cam kết với các bạn luôn, xịt rửa rồi là các bạn phun thuốc. Độ dài dây các bạn có thể kéo được khoảng tầm từ 100-200m, thoải mái luôn. Mà máy chạy rất là nhẹ nhàng, không gằn căng quá như dòng máy khác. Một số bác hay thích mua những cái động cơ cắt cỏ xong lắp những cái bộ phun vào thì tất nhiên rồi, áp nó yếu, nó sẽ không được như dòng chuyên phun này đâu. Và một lần nữa thì nếu các bạn có nhu cầu mua hàng thì liên hệ Điện Máy Minh Sơn, chúng tôi sẽ để số điện thoại dưới màn hình để các bạn tiện theo dõi hơn. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy thích chiếc này muốn chốt thì các bạn có thể liên hệ chúng tôi theo Zalo, thì mình sẽ gửi video test thử cho các bạn luôn để các bạn có thể tiện theo dõi nha. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau. Nhớ đăng ký, like, subscribe kênh, bật chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất.